Phường cũng đã ra thông báo cho ban điều hành tổ dân phố, ban điều hành khu phố, các hộ kinh doanh ăn uống, ban quản lý chợ để vận động các tiểu thương là khi đi chợ đeo khẩu trang. Thì hôm nay chủ yếu đoàn kiểm tra đi là xử phạt theo cái yêu cầu của ban điều hành phố. Cái thứ hai là nhắc nhở các người dân, chủ yếu người dân là đi bộ và đeo khẩu trang vào để đảm bảo cái công tác phòng chống dịch của thành phố. Nhà nước lo cho gia mình như thế này là cũng tốt, chứ để ngừa cho mình chứ không phải là cái gì bảo vệ sức khỏe cho người dân.